to you till you make amends with the demons you've been through. Hôm nay được công ty tổ chức đi Phòng Tràm nhân dịp 20 năm kỷ niệm công ty thành lập. Lâu rồi mới được đi chơi cũng như là sau gần 2 năm nghỉ dịch đó. Thì rất là cảm ơn công ty cũng như là ban giám đốc đã tạo điều kiện cho nhân viên của Lý Thường Kiệt được cùng nhau gắn kết cũng như là tham gia các hoạt động team building để cùng nhau 20 năm, 25 năm hơn nữa. Cảm ơn công ty đã tạo điều kiện cho tụi em đi chơi. Đã chuẩn bị rất lâu rồi, đã chuẩn bị chắc gần tháng chơi cái cuộc đi chơi này. Để bao giờ chưa mà hào hứng rồi đúng. Hơn 3 năm mà tôi mới được đi du lịch lần này thì tôi cảm giác là gặp gỡ được mọi người, có một cái cảm giác không khí gia đình buổi sáng rất là ngon miệng, rồi tôi cảm thấy rất là vui. Xin cảm ơn ban lãnh đạo đã tổ chức cho chúng tôi có được một cái kỳ nghỉ này thật là thú vị. Cảm ơn công ty đã tổ chức một chuyến đi rất là vui. Chuyến đi hơi dài từ Tây Ninh xuống tới Hồ Tràm này, cả một ngày thì diễn 20 năm thì tinh thần anh em cũng đang phấn chấn. Tiên mình đến đây cảm thấy không gian ở đây quá đẹp. Cảm ơn. Cảm ơn ban tổ chức cũng như là ban lãnh đạo của công ty đã tổ chức cho em một cái cuộc vui chơi để anh em hiểu biết nhau nhiều hơn. Bây giờ thì chúng tôi chuẩn bị xếp cái chữ Toyota Lý Thường Kiệt 20 năm. Nó có ý nghĩa là kỷ niệm đúng 20 năm ngày thành lập của Toyota Lý Thường Kiệt.